Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft, thời đại khủng long. Ở tập trước thì chúng ta đã ấp nở thành công quả trứng của tre Mozilla và bây giờ tre Mozilla đã ở trên khu vực này và đang nghỉ ngơi các bạn, chờ đợi một ngày nào đó để cùng mình lên đường khám phá ha. Ui da, ngầu ác luôn các bạn ơi. Sắp tới sẽ là trợ thủ gánh tem đắc lực của mình cho mình xem. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ trở lại công việc của mình. Bữa giờ thì mình hơi bỏ bê á các bạn. Đó chính là mình sẽ hồi sinh thêm một vài cái giống loài cổ đại. Bữa giờ lo đi khám phá rồi lo ấp trứng khủng long không à. Ok, và mình đã lọc ra một số cái loại DNA. Và có vẻ là đó là những cái DNA cuối cùng ở trong cái rương chứa DNA của mình đó các bạn. Đây, lần lượt là cỡ đâu đó mình đếm sơ qua coi coi. 1, 2 nè, 3, 4, 5 và có một loài mình muốn up thêm á các bạn. Đó chính là Gigantophysis. Đây chính là loài đười ươi cổ đại á. Tại vì mình thấy đười ươi đang FA nên là thôi tranh thủ kiếm bạn đời cho đười ươi luôn ha. Ở đây thì mình có 5 cái máy thôi, nhưng mà có tới 6 DNA lận. Thôi không sao, lên trên chế tạo thêm cái máy rồi chúng ta xuống dưới đặt ha. À, mình sẽ đặt nó ngay cái cửa sổ luôn. Rồi, ê, chưa còn thiếu. Mình còn phải lấy thêm Organic Oz nữa. Lâu rồi không có kiểu như là hồi sinh loài cổ đại các bạn, cái quên hết trơn rồi. Cho vô đây ha. Khi đã chia xong thì bây giờ mình sẽ cho những cái DNA vào. Nè, cho vô một thể ha. Mỗi loài thì mình sẽ cho một cái DNA thôi. Xong phết. Vậy là quá trình tạo ra trứng từ những cái DNA đã bắt đầu diễn ra rồi các bạn ạ. À, bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Ok. Mẻ đầu tiên thì đã xong ha. Ồ, vậy là có một loài mình phải cần có cái máy up nha. Đó chính là Megatherium các bạn ơi. Ok. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy hết những cái quả trứng cũng như là những cái nhau thai ra ha. Hả? Và tiếp tục cho vô lần 2 là chúng ta đã xong cái công đoạn kiểu như là tạo ra trứng cũng như là nhau thai rồi. Ok, trong lúc này thì mình sẽ lộn toàn. Mình sẽ đi lấy thêm mấy cái máy ấp cái đó. Vậy là mình sẽ cần đâu đó cỡ 3 cái máy ấp. Ok, 3 cái thôi ha. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu chuẩn bị tìm khu vực để chúng ta tiến hành cái công việc. Đó chính là cho những cái loài này ấp nở thôi các bạn. Khu vực thì hiện tại bên kia là mình thấy rất là chật rồi, nên là mình sẽ không nhồi nhét thêm á. Trong này thì nội Brachyceratops thôi đã rất là to rồi, nên là cũng không thích hợp cho vô thêm. Ê, mình thấy cái chỗ đất này nè các bạn còn khá trống, mình chỉ cần rào cơ bản nữa thôi. Mình thấy có vẻ là những cái hàng rào thấp thấp á các bạn, kiểu như vậy thì khủng long cũng không có đi ra được á, nên là chắc là mình rào ít lại ha, rồi sau đó trồng cây để tạo cái độ tự nhiên cho cái môi trường sống là được hả? Mà mình vẫn đảm bảo là khủng long không có đi mất. Hợp lý ấy chứ. Ok, quyết định vậy đi ha. Rồi, giờ thì xuống dưới và coi thử coi mấy cái DNA đã tạo ra trứng xong chưa. Đã, xong hết rồi nè. Quá là nhanh luôn. Ok, lấy hết ra. Mình nghĩ là mình nên đi ngủ cái đã, sáng dậy mới bắt đầu xây dựng các bạn. Ê, lộn. Không thôi là hai bọn quái vật nó quấy rầy đó. 4-6 days later. Và sau khi nơi ở được hoàn thành thì cơ bản nó sẽ trồng như vậy các bạn ạ. Nói chung thì cũng khá là đơn giản ha. Chỉ có lắp cái hàng rào gỗ và trồng một ít cây vô thôi. Ui trời. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tới công đoạn tiếp theo. Đó chính là ấp trứng ở bên trong thôi ha. Mình sẽ gom mấy cái hạt ngôi sao này cái đó. Trời, nó lớn lên cái nó đụng vô cái chỗ đường ray các bạn. Nó rụng quá trời quá đất luôn. Ok, mình sẽ ấp trứng nào trước đây ta. Mình nghĩ là 3 cái quả trứng. Ôi, 4 luôn hả? Ok, mình sẽ ấp kế bên luôn ha. Hy vọng là những cái loài này sẽ thân thiện với nhau nha, trời đất ơi. Ơi, mình thấy có Velociraptor nè các bạn. Ê, hơi căng á nha. Ủa, đúng trứng không nhỉ? Ok, đây là trứng của Ulu Bursarus. Mình sẽ đặt ở đó ha. Ở đây là Velociraptor nè. Kế đến là của Brachycephalosaurus. Mình sẽ đặt ở đây. Và cuối cùng là Triceratops. Wow, giờ mới để ý ta, mình còn có trứng của Triceratops nữa. Hình như đây là Triceratops mà mình gặp ở cái vùng Savannah các bạn ơi.
Không phải là tri xe mà mình cưỡi đâu nha. Khác nữa. Quay, hấp dẫn hấp dẫn. Rồi, và cuối cùng đó chính là ba cái nhau thai. Ê cái gì? Ủa, thanh niên này, đi chỗ khác. Đột nhập vô đây ha, bị bắn liền. Nóng tính lắm nha. Rồi, lấy ba cái nhau thai ra và cho vô thôi các bạn ơi. Ok, mình nghĩ ba cái nhau thai này sẽ phát triển đầu tiên á. Nên là mình sẽ tranh thủ mình đợi trước ha. Còn cái trứng thì chắc là tầm mấy ngày nó mới nở ra các bạn ơi. Không có nở nhanh đâu. Ui, nở rồi. Nice. À, đây là đứa baby ha. Cái này thì chúng ta đã từng gặp rồi nè. Ok, để nhấp đó qua đó chơi đi. Còn bên đây, đó chính là Megathorium các bạn ơi. Một giống loài mới nha. Cũng rất là bé nhỏ các bạn. Khá là cute luôn á. Megathorium. Đây. Trong khi mà bự nha, có vẻ là cũng không phải là tí hon như bây giờ đâu. Mình nghĩ cũng sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc về kích thước á. Ok. Ê, hay là mình đem đời ơi qua đây luôn nhờ. Ừ đúng rồi, để cho chơi chung với đời ơi baby đằng kia. Hợp lý hợp lý. Tới nơi ở mới nha. Lâu rồi chưa dắt đời ơi qua nơi ở mới. Trời ơi, núp dưới gốc cây chơi mình nè. Bạn nghiệp không? Và trong này á các bạn, nếu mà nhìn kỹ các bạn sẽ thấy sự thiếu vắng. Đó chính là anh chị Di Cá đúng không? Bởi vì mình đã dời anh chị Di Cá qua bên kia rồi các bạn ơi. Tại mình thấy trong đó cũng hơi đông đúc á, nên là mình dời bớt ra bên ngoài một xíu. Và có vẻ là anh chị Di Cá khá là thân thiện với bạo chúa bên này luôn nè. Chào đón mình bằng một cái tiếng gầm cực kỳ ha. Trầm ấm luôn cơ. Ok, đấy, chỗ này cũng khá là ổn nè. Đó, mình sẽ để anh chị Di Cá với gia đình T-Rex ở đây chơi. Ê, wait a minute. Ê, con răng của T-Rex. Oh, what? Mình lượm được răng với vảy của T-Rex các bạn ơi. Ủa? Wow. Ê, hình như T-Rex bắt đầu thay găng với rụng vảy rồi. Ê, được gì ca. Vậy là lâu lâu mình sẽ qua đây mình thu gom mấy cái đó ha các bạn. Ê, vậy hôm bữa mình đợi không rơi ra phải rồi. Phải mất thời gian thì răng với vảy của T-Rex mới rụng các bạn ơi. Ra là vậy. Rồi, giờ thì mình sẽ tiếp tục qua bên kia để chúng ta chờ đợi cho trứng nở ha. Một ngày đã trôi qua rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu trứng nào nở hết trơn á. Chắc phải đợi thêm vài ngày nữa các bạn ơi. Được ơi thì mình sẽ thả ra đây ha. Ok. Ủa, nở rồi, nở rồi. Ê, bên đây cũng nở rồi. Ủa? Ủa, hai trứng mà sao? Ủa? Gì vậy? Ơ kìa. Ê, ê, ê. Ủa trời. Có thiếu loài nào không vậy? Ê, từ từ nha, từ từ nha. Ui, Triceratops cũng nở rồi. Wow. Ủa, khúc xương gì đây? What the? Rồi, ở đây là một cặp Triceratops rồi nè. Ê, nhưng mà hồi nãy như mình up không thành công một loài hay sao á. Đúng không? Một nè. Hai. Ba. Đằng kia là Velociraptor với cả là... cái nhóc nhỏ nhỏ này là gì ta? Ulu, Bursaurus. Ủa? Ê, vậy là mình thiếu hết một nhóc Ulu, Bursaurus rồi. Ở đây mình up là theo cặp hết trơn mà. Sao kỳ vậy? Hình như có chuyện gì đó đã xảy ra rồi các bạn ơi. Ui, hay là mấy nhóc đó tự cắn nhau ta? Ê, mình nghi lắm nha. Nhìn lượng máu của... Ở đâu rồi? Cái nhóc kia, đây, chạy qua đây rồi. Cái nhóc này là Pachycephalosaurus. Bị mất máu rất là nhiều luôn nè. Ui, có khi nào do mình ấp gần cái khúc gỗ này rồi nở ra bị mắc kẹt vô không ta? Dám lắm á. Trời đất ơi. Tiếc thiệt á. Nhưng mà không sao các bạn ơi. Ít ra vẫn còn một cá thể còn sống á. Mới mốt mình sẽ kiếm thêm DNA á, rồi mình hồi sinh thêm á. Nice. Và trong mấy cái loài này có vẻ là cũng sẽ thân thiện với nhau đây.
Đây là Ulubersaurus nè. Wow. Trông mà cũng khá là ngầu đấy chứ. Con nhóc này thì có cái đuôi cũng rất là đẹp nha. Ê, em là Velociraptor đó các bạn. Giờ thì gán đợi thôi. Thời gian sẽ giúp em này lớn lên ha. Công việc của mình ở khu vực này cơ bản đã xong rồi. Bây giờ thì chắc là mình có thể... Ê, trời. Ủa, chỗ này phải đập bớt nha. Thôi cũng lông chạy mất à. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lên đường để đi khám phá một tí cái đã. Chứ mới có Tremozilla về đội mà không dẫn đi quẩy thì hơi bị lãng phí sức mạnh của em nha. Sẵn tiện ghé qua đây coi mấy cái anh lông này thay găng, thay vảy gì chưa cái đã. Ờ, có vẻ là không có thay găng, thay vảy thêm rồi các bạn ơi. Yeah. Ê, có. Ủa? Nice. Vậy là nãy giờ mình đã lượm được tổng cộng là 2 cái răng với 2 cái vảy rồi. Ủa da, vậy mà bữa giờ mình không phát hiện ta. Trời đất. Ngon. Rồi, và có được 2 cái răng với 2 cái vảy của khủng long T-Rex thì mình có thể chế tạo ra được cái vương miện T-Rex các bạn ơi. Rất là xịn nha. Để coi mình còn cái fur không. À, fur. Đây, có khá là nhiều. Những cái lông của hổ răng kiếm á các bạn. Rồi, mình sẽ đặt vô ha. Thì công thức như vậy là... Ủa, ngược lại. Là chúng ta sẽ tạo ra được Tyrant's Crow. Đây chính là vương miện của khủng long bạo chúa đó các bạn. Mình sẽ thử đội vô ha. Coi. Ủa thiệt, nó đúng kiểu là cái vương miện luôn các bạn. Đội lên đầu gì thôi á, chứ không có gì hết trơn á trời. Vậy thôi, mình sẽ đeo nó giống như là một cái món làm đẹp đi ha. Mong là nó sẽ may mắn ha. Rồi, việc cần làm của mình ngay bây giờ đó chính là dẫn theo Tremozilla ở phía trên này cho vô lasso ha. Ok, mang theo bên người. Và chuyến đi này thì để coi bữa giờ các bạn, mình đã nhờ khủng long bay đi theo mình khá là nhiều rồi. Nay chắc cho khủng long bay ở nhà nghỉ ngơi một hôm ha. Mình sẽ cưỡi khủng long khác đi coi. Cưỡi khủng long nào vậy ta? Hình như lâu rồi mình chưa có cưỡi Diabloceratops khám phá các bạn. Ok, bữa nay mình sẽ chọn là cưỡi Diabloceratops đi khám phá ha. Dắt theo một Triceratops nữa. Rồi, full đội hình của mình cơ bản chỉ có vậy. Ok, mình không dám dẫn nhiều quá, tại nhiều quá cũng hơi khó để kiểm soát đó các bạn à. An toàn của mấy nhóc này là trên hết ha. Ok, lên đường thôi Diablo. Mình sẽ đi về hướng nào để khám phá đi ta? Chắc là mình sẽ ưu tiên tìm dùng sa mạc các bạn. Bữa giờ mình chưa phát hiện cái sa mạc đó. Mà ở sa mạc thì hình như vẫn còn một cái tắp liệt mà mình chưa có tìm được á. Mình có tổng cộng là bao nhiêu ta? 5 cái tắp liệt đúng không? Vậy là còn thiếu cái đúng cái tắp liệt này nè. Mình đoán là nó sẽ nằm ở sa mạc đấy. Nên là ok, chúng ta sẽ có một chuyến đi tìm dùng sa mạc ha. Mong là sẽ tìm được. Ê, không biết các bạn còn nhớ cái mối thù của mình ở trong khu vực này không ta? Lúc trước mình ăn hành dữ lắm các bạn ơi. Kìa, cái tên hôm bữa vẫn còn đây nè. À, đây rồi. Thời khắc trả thù đã đến rồi các bạn ơi. Ok. Ê, lộn. Tremozilla, thức dậy đi người bạn ơi. Đúng rồi. Sử dụng sức mạnh tuyệt đối và chúng ta sẽ nhắm thẳng vào bên trong của cái khu vực nơi ở của bọn chúng ha. Kìa, tên đó nè. Hắn là tên đầu tiên dính trưởng. Tàn phá hết khu vực này luôn. Wow. Một đòn duy nhất thôi các bạn. Một phần của công trình này đã bị phá hủy rồi. Bá đạo trên từng hạt gạo ghê. Đây, cái tên này hả? Định làm gì? Tấn công. Đúng rồi. Ui trời. Chạy đi đâu hả tên kia? Dậm luôn. Rồi hắn banh xác luôn các bạn. Con xương cũng banh xác rồi. Để cho Tremor hồi phục lại á. Tại kỹ năng đó hồi hơi lâu các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vô trong. Mình sẽ để Tremor ở chế độ theo dõi mình đi. Rồi, đi theo mình. Có gì còn hỗ trợ mình ha. Những em khủng long khác cũng vậy. Rồi, follow. Ê. What the heck. Sao mình hết thấy đường rồi. Trời, nó bắn tên mù mình các bạn ơi. Ây da, còn té nữa. Cái tên này thì ha. Dùng mũi tên mù hả? Kỳ cục kẹo. Rồi,
chỗ này còn tên nào canh gác không? Hình như bọn chúng bị cái đòn kia bắn xuyên qua ngẫm hết rồi các bạn ơi. Đa số là ngẫm hết rồi. Ôi chỗ này địa hình không bằng phẳng lắm, mình sẽ thu hồi khủng long vô bớt ha. Ê, ở dưới còn sót một vài tên kìa. À, định làm gì? Định làm gì? Mình lấy súng ra mình bắn bọn chúng luôn. Úi xa, úi xa. Thù này không trả thì khi nào mới trả? Chịu hơi chặn đi mấy cái tên kia. Ô, còn tên này nữa. Làm sao, như nào? Máu bọn chúng tuột không phanh luôn các bạn. Rồi, lâu lâu tre Mozilla còn tự động tấn công nữa các bạn ơi. Wow. Ê, tính ra là mình chỉ cần để Tremor ở ngoài thôi. Lâu lâu Tremor sẽ dùng cái đòn hơi thở siêu cấp mạnh kia tấn công hỗ trợ mình đó. Ai vui. Được thiệt sự. Ok, mối thù ở đây cũng đã trả xong rồi ha. Hơi là mình chợt nhớ ra các bạn. Rồi, bây giờ thì chắc đi tiếp thôi. Để Tremor vô trong nghỉ ngơi đi. Nãy giờ cũng hồi phục máu đầy đủ rồi. À, nãy giờ cưỡi đi Apollo rồi đúng không? Giờ mình sẽ chuyển sang mình cưỡi chi xe đi ha. Ủa? Ôi trời, tri xe này mình chưa có làm cái yên các bạn ơi. Ôi dồi ôi. Lại phải cưỡi Diablo Ceratops tiếp rồi. What the heck? Ê, mình thấy con xương gì mà nó bự lắm các bạn ơi. Oh my god. Hình như đó là con xương đột biến. Từ từ. Mình sẽ kêu khủng long ra. Nó chế độ theo dõi mình hết rồi đúng không? Ok. Và cuối cùng là Tremozilla. Ui cái trời. Ây da. Hả? Nó bắn cái mũi tên phát nổ các bạn ơi. Con này láo thật. À. Ui nó bắn làm chậm kìa. Lão nháo. Ui trời. Ui kẹo này căng. Bắn nó. Ui xui. Sao nó mạnh vậy? Ây da. Ok, mình đã hạ được một tên rồi. Nhưng mà đàn em của nó còn rất nhiều cái. Ui, còn con khác nữa. Mình không ổn rồi. Ui, Tremor tức giận lên rồi. Tremor đang tấn công nó các bạn ơi. Ok, mình sẽ ăn để hồi phục máu rồi. Trời đất ơi, nó triệu hồi đệ quá trời luôn. Tí nữa thì mình thấy thoáng rồi. Ui trời, Tremor đang một mình cân cái con xương đột biến kia. Cố lên mấy em. Hỗ trợ Tremor nào. Đừng hy sinh nha. Rồi. Xong phim chưa? Bây giờ chưa nữa hả? Hỗ trợ mới được. Lấy súng bắn vô người nó. À, con này nó bắn nó mạnh rồi các bạn. Mà nó còn tuyệt chiêu triệu hồi rất là nhiều con đệ nữa. Ui dồi. À được chưa vậy? Ây da, mình bị tiếc luôn. Không. Ui. Xong chưa? Ê, hình như con kia nó bị tiết lúng rồi các bạn ơi. Ôi không. Ui, Tremor chuẩn bị tấn công. Để em tấn công đi, đúng rồi. Mình đứng ngoài mình đợi thôi các bạn. Ok, hết cái đòn đó chưa? Rồi, chắc là con kia đi rồi đó. Ăn nguyên cái đòn đó mà không đi nữa thì con đó chắc thành tinh rồi. Mẹ đất ơi. Đi xe cũng đuối nè. Ê, ngồi đi up luôn. Oh no. Diablo. Hả? Cố lên nào. Ôi không. Hình như Diablo của mình đã ra đây rồi các bạn ơi. À. Không. Trời ơi. Hả? Vẫn còn một con nữa. Ây da. Trời, nó bắn phát nổ kìa các bạn thấy không? Kinh tịnh lắm luôn á. Không được. Mình phải cho khủng long ra trợ giúp mình mới được. À. Rồi, nó đâu rồi? Đây. Trả thù cho Diablo thôi các bạn ơi. Phải trả bằng được cái món thù này. À. Ê, khủng long mình. Phía trên này. Ok. Có vẻ Tremor đã hạ được cái con xương kia rồi các bạn. Nhưng mà thiệt hại mà chúng ta gánh chịu đó chính là sự ra đi của một em khủng long các bạn ơi. Thiệt sự luôn. Hèn gì hồi nãy giờ mình không thấy
Diablo tấn công tiếp mình. Hình như bị con xương kia bắn mấy hit là đi luôn à. Mình lại không bảo vệ được khủng long rồi, toàn nhờ khủng long trợ giúp không à. Ace, mình không phải là tăng cơ, mình cũng không phải là đam chính luôn. Sao mình báo tim vậy trời. Ừ, mình không mạnh bằng một góc của khủng long luôn á. Ai, chưa gì là chúng ta đã mất đi một thành viên rồi. Chuyện nó đã cũng ra nông nổi như vậy rồi. Thiệt luôn á, mình lại mất đi một cái người bạn nữa rồi. Tưởng chừng từ đây tới cuối hành trình chúng ta chỉ có thêm người bạn thôi chứ không có mất thêm á các bạn. Nhưng mà mình lại không bảo vệ được. Hồi nãy mình ý y quá, mình không có thu hồi Diablo vô được các bạn à. Mình mà thu hồi Diablo vô sớm hơn một xíu thôi thì mọi chuyện đã khác rồi. Trời ơi, mình lại quá ý y nữa chứ. Ủa, sắp tới mình sẽ không có chủ quan như vậy nữa các bạn à. Ủa sao nó không sáng ta? Trời ơi, kể cả cái cục này nó còn không làm theo ý mình nữa. Nay là ngày xui của mình rồi. Ai, thiệt luôn. Quả thật là một ngày tồi tệ đối với mình rồi các bạn à. Ai, thôi hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ không có mắc phải cái sai lầm đó nữa. Khủng long nào hỗ trợ mình trong việc di chuyển thì chỉ nên là hỗ trợ di chuyển thôi chứ không nên tham gia chiến đấu. Hồi nãy mình chạy cối quá là mất luôn Diablo rồi. Hên là trong này vẫn còn một cặp Diablo đấy. Ai, thôi không sao, mai mốt mình sẽ cố gắng hồi sinh thêm nhiều Diablo hơn nữa ha. Còn tri xe này thì nãy giờ chiến đấu cùng mình cũng khá là nhiều rồi các bạn, mà không cửa được nên là thôi, lần này mình sẽ ưu tiên tri xe nào mà mình cửa được ha. Đây, chẳng hạn như là tri xe bên này có cái yên sẵn rồi à, và anh Long. Ừ, chắc mình cũng sẽ dắt theo anh Long đi. Tại vì hồi nãy ít thành viên mà chiến đấu được quá. Một mình Diablo phải solo với nhiều con, không có khủng long nào hỗ trợ hết, nên là sự tình mới ra nông nổi như vậy. Ok, chiến này mình sẽ dắt theo anh Long đi ha. Hy vọng anh Long sẽ hỗ trợ những khủng long khác. Ê, chưa, từ từ. Thanh niên đó hiện tại vẫn còn nóng tính lắm các bạn ơi. Mình phải nhanh lên mới được á. Ok, đi đường vòng. Rồi. Nè anh Long nè. Ok, thành công. Chuồn ra liền trước khi mà thanh niên đó phát hiện ra mình. Mệt nữa. Vì hiện tại mình vẫn chưa có tìm ra được cái khu vực sa mạc ấy, nên là mình vẫn sẽ tiếp tục lên đường ha. Nhưng mà lên đường với tâm trạng nó không được vui vẻ giống như lúc đầu một xíu các bạn ơi. Nhưng không sao, chúng ta vẫn sẽ cố gắng ha. Ê, và coi thử coi mấy nhóc khủng long bên này. Có vẻ là vẫn chưa lớn các bạn ơi. Ừ, có tri xe là bự con sẵn nè. Ôi, tri xe nóng tính nha, hút mình nha. Ê, Ripper nữa, đâu ra vậy? Ây da, mình để tri xe ra một bên đi ha. Ok, chuồn ra ngoài đi. Để tri xe di chuyển thoải mái á, chứ trong kia thì hình như mắc kẹt rồi. What? Một con tàu hải tặc. Nani? Ê, Ripper. Ripper hả? Định làm gì tôi? Định nổ tôi vậy? Định nổ hả? Hút cho nó dằn dính dách luôn các bạn. Dám định lén phén định nổ mình hay sao? Và cái thuyền này có vẻ clear các bạn ơi. Mình không thấy quá giật hay là thanh niên nào hết. Lạ vậy. Đưa để mình vô trong thử coi. Coi con thuyền này có gì khác không? Ui, có spawner nha. À, cá bạc hả? Ây à, cá bạc thì dễ rồi. Đập spawner cái là xong. Còn mấy con này thì mình ghĩa từ từ là nó cũng ngủm đi hết à. Rồi, coi thử coi. À, trên thuyền thì cũng không có gì giá trị lắm. Có kim cương. Cũng được ấy chứ. Hả? Wait what? Mình mới thấy cái thanh niên nào lướt ngang đúng không? Đó là... À, mấy con xương các bạn ơi, trời ơi. Có xương trên này. Long. Ây da, lộn. Quánh nhau đi anh Long. Lâu rồi chưa cho anh Long ra các bạn. Rồi cho cả Diablo ra nữa. Hy vọng là con thuyền này sẽ không có bị tan nát nha. Ok. Rồi để khủng long qua thôi. Mình bây giờ giống như là thủ lĩnh thôi các bạn. Ra hiệu lệnh thôi ha.
Đúng rồi. Ôi ơi, trời đất ơi, đánh nhau gì mà nhảy xuống nước dữ vậy? Mẹn đất ơi, các bạn coi khủng long của mình kìa. Quá là mệt mỏi các bạn ạ. Đánh trên bờ không đánh, nhảy xuống nước nữa. Ok, trên này thì có ngọc lục bảo các thứ. Hết rồi. Ê, sao cái thuyền này cảm giác nó hơi nghèo á. Ê, cái quần đùi gì vậy? Ê, nó đội con Ripper lên đầu. Đọc lá, đọc lá. Đọc lá có con thuyền này nha. Ôi dồi. Thôi 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 thôi, mình sẽ phải khám phá lẻ mới được các bạn ơi. Chỗ này quá là nhiều chuyện bất ổn rồi. Spawner hơi nhiều nha. Rương đồ thì bèo. Đổ đi. Thử qua đây coi. Trời đất ơi, nó chở dưa hấu không mà. Cái thuyền này thuyền mấy con xương khoai ăn dưa hấu rồi. Ảo thật đi. Hết rồi các bạn à. Trời ơi, còn em tri xe xuống đây ngủ luôn à. Chịu. Ok. Thôi thì chúng ta đành phải đi tiếp vậy ha. Ủa? What? Oh, hình như phía trước là một ngôi làng nhưng mà phong cách thành phố kết thúc các bạn ơi. Wow. Được rồi chứ. Rồi mình sẽ ghé ngang cái ha. Cho khủng long vô trong đi. Khám phá thử coi biết đâu trong làng này lại có nhiều thứ giá trị cho mình thì sao. Lối vào thì rất là giống ở bên thành phố kết thúc luôn nè. Vẫn có dân làng nha. Uầy. Xịn xịn, có rương đầy đủ luôn. Cũng cả kiếm được một ít ngọc lục bảo mang về đó các bạn à. Phía trên đỉnh của ngôi làng còn có mấy cái cột thu lôi nữa nè. Tính ra cái làng này cẩn thận phết. Lắp mấy cái cột đó để đỡ bị sét đánh rồi cháy nhà các thứ đồ. Cũng là am hiểu phết đấy chứ. Rồi mình xin mấy cái quặng ngọc lục bảo nha. Ê, ở dưới là cái gì á? What the heck? Ủa sao giống như một cái thiên thạch vậy ta? Ồ, rất là giống một cái thiên thạch luôn các bạn ơi. Ồ, mảnh vỡ cổ đại. Wow. Được rồi chứ. Ở trong đây còn không? Ê ê, gì đây? Gì đây? Zombie gì mà đi bằng bốn chân vậy? Ui, đây là Mutant Zombie các bạn ơi. Ê, không được, không được, không được các bạn ơi. May là mình giận khủng long chạy ra kịp. Mấy cái con kia nó mạnh lắm. Ê, Tremor, Tremor. Cứu, cứu tôi phần này. Ý, phóng hộp rồi. Ây da, ây, ây. Trời đất ơi, các bạn coi kìa, nó quýnh mà một cái thôi đó. Ui, dụ qua cho Tremor tiếp mình. À, đây con. Ui, ui. Đúng rồi. Đúng rồi, đánh nó đi. Ây dùi, nó dí mình không à. Tremor đang bị mắc kẹt ở dưới này nữa. Ok, gầm gú lên cho nó sợ. Ừ, Tremor gầm gú lên làm nó sợ các bạn ơi. Ừ, hay lắm Tremor. Đúng rồi. Quật đuôi nữa. Mà sao trở. Ây ây, coi chừng nó quýnh mình cái nữa là mình đi bán muối đó. Mình không muốn đi bán muối đâu. À, nó mạnh quá. Ôi ơi, Tremor, Tremor đang gồng. Tremor đang gồng các bạn ơi, chuẩn bị bắn nữa. Chạy thôi, Tremor sắp bắn rồi. Bắn đi Tremor. Ủa sao bắn lên trời? Ở kìa. Xong bắn nó. Bắn vô người nó đi. Ừ, giống giống giống. Cẩn thận, cẩn thận. Ủa, quạt đuôi, đúng rồi. Cố lên Tremor. Ừ, hay lắm. Phóng nó, phóng nó. Ừ, ok. Ui dồi, mới mốt bắn vô người nó nghe, đừng có bắn lên trời nữa. Trời đất ơi. Ok, để Tremor vô trong nghỉ ngơi xíu đi các bạn. Tremor vẫn đang trong quá trình hồi phục máu á. Ui may thế. Ok, khủng long mình vẫn ổn. Hồi nãy mình thấy anh Long vô ngưỡng máu tử luôn mà. Các bạn cũng thấy nó quýnh mình rồi đó. Một hit một là gần đi mình luôn. Mạnh kinh khủng như vậy. Tới giai đoạn này mà vẫn còn gặp mấy con quái mà có khả năng gần như là one shot mình luôn. Ê, cái gì? Dồi Mammoth. Nè ní.
Trời ơi, ở đây có Yomamoto nè. Vậy mà lúc đầu mình tìm kiếm mấy khóa thạch, mình hồi sinh các kiểu mới có được. Trời đất ơi, ảo thật. Ui, 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 thôi. Có vẻ là hành trình đi tìm cái vùng sa mạc của mình chắc còn dài các bạn ạ. Chắc phải kéo dài tầm vài ngày mới tìm ra được á. Nhưng mà không sao, mình với cả là những cái nhóc khủng long, mình dẫn theo sẽ cố gắng đi tìm ha. Ê, cái gì vậy, gì đây? Ê, Thôi, đừng nói nhảy xuống ăn thịt chân lạng nha, báo người ta nữa đi. Chỉ tiếc là hôm nay các bạn, mình đã không bảo vệ được Diablo Ceratops á. Và dẫn tới việc là chúng ta đã mất đi Diablo Ceratops mãi mãi rồi. Bây giờ là sắp tới mình sẽ không phạm phải những cái sai lầm giống như ngày hôm nay ha, là một khủng long phải ra đi luôn. Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Hy vọng đó là bài học xương máu để chúng ta rút kinh nghiệm hơn á. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình khám phá cùng với những người bạn nghịch ngợm này ha. Và bạn nào có nhu cầu mà Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.